Vũ ơi, xin chào cô chú anh chị nha. Hôm nay sẽ bán bình xăng Kim 105, cái bình này bình số 1, ông anh kia ông chốt rồi nè, ông chuyển tiền 700.000. Hôm nay quay clip test cho anh coi luôn. Thì bình này là đời 2022, bình số 1. Anh đã chuyển 700.000 rồi, bắt đầu tụi em thử đang giao đi cho anh. Bây giờ thử xong ok, chạy em ok, ngọc xanh qua nay rồi. Chạy qua nay luôn, ngọc xanh, rồi gam ti thúc thích. Đó. Bình xăng Kim 105 sẽ gắn lên Alpha 110 vừa nha. Anh pha cho mời với bà lát đưa vô là chạy giọt phao, rồi gắn lên phu 2, phu neo kim, rồi tơi, phu ít, sân cơ. Đó, làm mấy cái dòng đó là vừa y, cho nên chúng ta không có chế. Rồi đấy, những dòng khác ghim quay thì chúng ta phải chế cháo rồi lại từ cổ coi nha. Rồi bên số 1 sẽ thử cho anh xong rồi đó, bắt đầu gã hạ ra để thử xe khác. Này là xe gì thử rồi đó nè. Bình xăng con tem lửa hả? Nó công ty vừa thôi chứ nó không có nhiễn luôn. Tại gì mà không nhiễn nữa ha? Gì đó thì được chứ. Để bình số 3 thử cái đó. Bây giờ sẽ thử cái bình xăng con Kim 125 số 3. Đó, để lên cái xe này nữa nè. Chút xíu xong ngay là làm mau lắm. Đó, bình xăng tem lửa trên xe đang thúc thích đây. Xe này rửa lại được cái gì, xe ấn hồng cái xe à? Cái đó là trái gà nó không liếm đó, nó chút xíu à. Cái xe này hay. Chưa lắm. Đó. Đang chạy hoạt động ok đó, cho chút thuốc thấy dẫn trái gà ra coi. Thử bình xăng không có hút thuốc nha. Trái mày không còn công tóc. Cái gì? Bình nãy hả? Bên đây nè quay, rồi lấy hai cái bọc này đem xuống xong bán đồ mũ nè, bưng đi. Đụng mới kim đồng luôn, thấy ghê ha. Bình xăng con tem lửa kim đồng. Rồi em nhẹ áp dụng luôn vậy. Bán đồ mẫu luôn á. À, dưới có trắng chút xíu chưa liếm nha. Nó kim đồng luôn ghê, chờ đầu tem lửa nè. Trái ghim, kim đót ghim. Cái này mình muốn mượt á, mình để lấy xe mình chạy bữa hay bữa coi nó có mượt lại không. Mượt ngọt, không đờn, vậy đó. Rồi để này đi khoan cái tháo này, xe này đừng tháo này. Cho nó chạy đi. Cái đâu có người mua mới tháo, để chạy tới cho tôi, không có xe chạy rồi. Này để chạy tới cho luôn rồi bà ba. Thì bữa hai bữa nữa bình xăng này em sẽ quay lại cái nữa. Thêm ngọt cho nó không có bị đờn. Bình xăng con tem lửa nè. Tem lửa mã 88 với kim đồng, với xả xăng bằng đồng. Trạng thì nó ngọt rồi đó. Đây gam ti đây. Ok rồi đó. Để chạy từ từ. Ngon rồi, đang lên bán cho bà con. Rồi qua đây chuyền mấy bình này Phú ơi. Thì hôm nay là chủ yếu bán mấy bình này đây. Ai trên xe thì mấy bình Kim 125 đó là lên xe test rồi đâu đó ok mới giao đi đó ha. 1, 2, 3, 4, 5 gì đó. Bán hôm về 5 bình hôm qua, 5 bình đẹp. Thì bán được 2 bình, còn 3 bình hôm nay em sẽ quay lại cái phần này đây. Bây giờ trước tiên em sẽ quay bình số 2, thì anh em nào mua là chốt và lên xe test luôn, mới gửi đi. Bình số 2, 700.000. Thì trái ga gin, lấy cái điện thoại ra thẳng 27 màn hình là chết luôn. Trái ga gin, kim đốt gin, bình số 2 nước nhôm đẹp, gin 125. Đời 2021, đóng số 13 đây nè. Trái ga gin là nó chốc nước sơn, nó có sơn trắng, sơn vàng. Nó một ở bên trong là nước sơn màu nâu vậy đó. Rồi nó phả thêm một nước lớp sơn màu đen. Rồi cái trái ga của Kim 125 đời thấp đó, đến 2019 đó, là trái ga bóng. Còn từ 2019 của 2019 đến 2022, 23, 22 á là trái ga nước sơn nhám. Sơn này sơn nhám nè. Mình đừng có nghĩ cái phần nước sơn nó sọc, không phải đâu. Đặc riêng biệt của thằng này là nó như vậy. Nó chạy từ từ nó sẽ chóc nước sơn á.
đừng có so sánh với anh em gờ tay, tại anh em gờ tay là đời cũ, ghim 105 đời cũ, nó cũng là sơn bóng đó, nó không phải sơn nhám gì, đời cao mới là sơn nhám. Rồi cái bình số 2 này 700 ngàn nha, sẽ lên xe cho bà con, bao lên xe này kia êm gu gì đó. Rồi cái bình số 4, hồi số 3 bán rồi hả? Số 1 với số 4 rồi. Nè, số 3 bên này thử rồi nè, xe này gắn xe. Dạ, số 4 này thử rồi, trên xe mới đưa xuống rồi hả? Ừ. Số 4 là thử rồi, trên xe đưa xuống nè. Để vô tích nữa. Đó, chỗ này nè, nó bên trái gin nó này không có bị liếm nè, nó chóc nước sơn á. Gin là phải như vậy, đó ra ra không, nó trắng trắng, nó đen đen, nó vàng vàng nè ha. Trắng trắng, ủa có vàng nữa. Ừ, nó hơi nâu nâu nè. Đó, trái gin. Rồi bình nước nhôm đẹp. Nó nước nhôm antimon nó nhẹ lắm. Nó như bình neo á, nhôm antimon nhẹ lắm, không phải như bên bình nhỏ này mình nặng chịu được. Ơi. Đó, số 1 thử rồi nè, bỏ lấy cái bọc hay là lấy giấy báo gói lại, giấy báo mình nhiều lắm mà. Gói giấy báo trước bỏ vô bọc sau. Giấy báo dưới á. Có sơ nhắc vô bọc, ghi vô bình số 1, để lên xào coi. Số 4, 700 ngàn. Rồi hôm nay bình này thử đây rồi đánh về nè. Nè, mép ốc đẹp nè, phải không? Nè, mép ốc này về xa sân có bị dặn anh nè. Thấy đó. Rồi, số 4, 700 ngàn. Số 1, số 4, số 2. Số 2 này nãy quay rồi, phải không? Rồi còn bình kia là số mấy xe đó? Số 3 hả? Số 3 đang gắn lên xe. Giờ có 5 bình xăng kim 105 đẹp chứ nhiều. Đâu lấy nhiều đâu, lụa đẹp chứ lắm, giờ bán cho người ta bình 700 ngàn. Nè bình số 3 đang lên xe nè, giờ bà con chờ chút chưa lên xe luôn nha, thử luôn nha. Trời, cộng như ga này muốn hư luôn rồi. Đủ thở thì tưởng gì. Thử quá trời thử, hư luôn rồi. Tiếp theo là em sẽ có 3 bình xăng của 3 bình xăng của 110 Thái là trên xe rớt xuống luôn. Xe em là xe Hà Nội về, rồi em gã ở đầu lòng bán, giờ còn 2 bình xăng. Đó. Số 1 thì mình ghi chưa anh chứ ớt chứ 1 rồi trời trời xăng sao chạy ra sống gót vô chạy ra. Có còi đó, còi dưới đỉnh không sao đâu. Để bút lông này tôi ghi quay. Cái nào mất tiền sáng đâu. Rồi tiếp theo đây là ở đây cái bình xăng này là sáng là 900 ngàn nè, bình xăng đẹp nè, cọp nè, bình xăng số 50 110 900 ngàn đời 2000 đẹp cọp luôn nè, tháo ra cho bà con coi luôn nha. Nội thất bên trong là không đóng cối nha, chỗ này là không đóng cối nè, phao riêng trái riêng nó, nội thất xanh lè đẹp luôn, bên trong nội thất là tụi em xúc hết trơn rồi, sạch lắm nè, bắt le đẹp nè, nè đẹp hết hồng không, trái ga gin theo xe của nó luôn nha, kim đốt gin luôn, không có bị liếm luôn nha. Bình này 900 ngàn, chỗ này hơi trắng góc chút xíu. Rồi chạy ngọt xanh nè, rồi để bắt cái đầu vô, để cái chén vô gạ cho bà con dòm cái hình cái của cái bình xăng thử cái bình số 50 nãy 1, 2, 3, 4 bên đó mình không nói đi, bây giờ số 50 với số mấy ghi vô sổ rồi. Sổ đâu Như ơi? Dạ. Tao gọi ra đây biểu nè, quay mấy bà kia đi đâu hết trời. Rồi làm gì bỏ trong đó đi, đi ra đây biểu nè. Thằng Phú nó ăn nó ghi sổ ra mấy bình. Mấy bên kia khó ghi quy bên này nè. Rồi đây cái hình ở đây. Đó, test rồi, lên xe rồi nè, đánh V rồi hết trơn đó. Này là từ xe xuống. Rồi em bán đầu lòng, bán cắt bán trơn rồi. Rồi còn bình xăng hẳm dài đâu có không đâu, xúc bữa nay mới xúc ngay quán nè. Rồi tháo ra cho bà con coi không đóng cối đó. Số 50 ghi vô nè nè, lật ra ngoài sau. Ghi cái bình xăng con số 50, 110. Số 50 là đời 2000. 900 ngàn nữa gì vậy đó, mấy bóc lại. Đẹp lại đi, 110, 2000, 900 ngàn
Chấm mờ đời 2000, viết cái số 2000 luôn. Rồi gấp lại đây, dẫn chắc lại. Rồi tiếp theo là nãy số 50, tiếp theo là bình số 2. Bình số 2 không có đóng cối nè bà con, hai đóng cối là ở chỗ cái này nè. Cái này là cái bông tu nè. Nè. Cái này là bông tu nè. Nè, đóng cối là hơi có cái bình kia đóng cối kìa. Nè, cái dòng miệng đó là đóng cối đó. Rồi, phao còn đẹp. Rồi trái ga zin luôn, không có bị liếm luôn, chỗ này trắng gót chút xíu thôi, không bị liếm gì chân ha. Đó, le gió đẹp luôn. Rồi 110 đời 2000 chích 3k, mấy cái mép ốc chích đẹp luôn nha. Hàng zin gãy xe. Đó, bách le còn đẹp luôn. Rồi quay nội thất trong bên trong cho bà con nè, sạch đẹp hết trơn nha. Hồi nãy là bình số 50. Rồi này là bình số 2 nè. Rồi mày gáp lại coi. Đứt mạng cất gì vậy? Cũng 900 luôn. 900 ngàn. Rồi bình số 2 đây. Gá đỡ cho bà con coi ngoại hình cái đi. Le gió đẹp. Mấy cái này đẹp hết, bình zin nước nhôm zin nghe không tẩy gỗ quá chắc gì, tụi em chỉ rửa sửa xăng thơm là lụm mà. Rồi ok. Bình số 2 900 ngàn, rồi bình số 3 cái bình này bị đóng cối nè. Cái đóng 125 này bỏ cho riêng cái gỗ 125. Cái này bình số 1 bán người ta rồi nè. Ghi vô bình số 1 đàng hoàng tứ anh S1 ai biết. Rồi đây là bình cái chén mây, bình số 6. Bình số 6 nó bị đóng cối nè, chai ga nó bị liếm nè, bán có 600 ngàn à. Nè nó đóng cối sơ mi nè, là vàng vàng như thế này nè. Cối đồng á. Nè cối đồng nè ha, nó đó là vàng 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 đó không. Nè. Nếu mà đóng sơ mi vậy á thì nó bị đóng cối cho nên bán có 600 thôi mà mới xài tốt bình thường nha. Ngâm tiền ngon. Ngâm tiền ngon luôn bình kia đó hả? Mà sao ngộ? Nó bị liếm nè. Nó bị liếm nè, nó liếm này gì nè. Cái bình đóng cối đó là guarantee đạt luôn phải không? Ừ, bình mấy bình đó bình nào guarantee cũng đạt. Ngon, đóng cối là guarantee đạt ngon. Đóng cối nó không chảy ra dư thừa chứ nó khác gì đâu. Còn hai bình kia là không có đóng cối nha, cho nên 900 ngàn. Đó, nước nhôm rồi gá vô cho người ta coi cái chén đồ này kia đẹp coi. Lò xo đâu rồi? Lò xo lắng nha. Nữa cái cục đen nè. Chăm mờ không hả? Bao bình chăm mờ không hả? Nó nước nhôm đẹp mà phần ống đồng, mép ốc màu đẹp. Nè, cái này có fit luôn, hai kia không có fit nha. Cái này có fit luôn nè. Mấy bình này là trên xe tụi em gất xuống hoàn toàn cho nha. Xe nào gất xuống không à? Nói chung là trước Tết đó gãy xe nhóc chân đó. Rồi bây giờ nè mấy không nè làm nè. Rồi gái vô đi, rồi xích lại cho người ta. Rồi bình số 6 này 600 ngàn bị đóng cối rồi, một bình 50, 900 ngàn, bình số 50. Nè bình số 50, 900 ngàn, đợi 2 ngàn, 900. Không bao ship, tiền ship có 25 ngàn à. Đó, em bán nhiệt tình số 2, 900 ngàn. Bán nhiệt tình gỡ ra luôn á, cho bà con coi luôn không. Rồi, bình số 6. Rồi, bình số 3 xong rồi nha. Rồi bình số 3 đã thử xong, chạy rồi nè, giọt rồi nè, không đờn nè. Đó, bình số 3 thử xong, giọt không đờn lên xe nè. Bình ghim 125, ghim 125 số 3 nãy giờ nè, 700 ngàn. Nói, gom ti xúc tích nè, chạy giọt không đờn bóc. Rồi, anh em nào thích ghim 125 mà mua thay vô, nó bình số 3 lên xe nãy giờ đó. Nói gom ti nè. Rồi xong rồi, clip này xong rồi. Rồi xin chào bà con nha.